Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia cùng ta. Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau vượt qua buồn vui. Hãy yêu thương từ nhớ trên đời vì phụ nữ là số một. Rồi, đâu? Lúc nào vậy? Chị nữa, hả? Đây, đây. Trời đất, nhiều đồ này, hả? Dọn dẹp xong chưa? Còn lâu mới xong, nhiều đồ này cơ mà. Ừ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là ấy, cái thanh giường này nó dài quá, không đặt vừa cái giường tôi. À. Hay là bây giờ ông đẽo hộ tôi một tí được không? Ừ. Ê, nhá. Chủ mô, ra chủ mô. Này. Hả? Vất vả quá nhỉ. Ôi trời ơi. Cường, này. Trời đất ơi, để anh xách cho. Em để anh xách cho. Thôi, anh ra giúp chị đi. Cứ để em xách. Em hay hề. Đối với anh ấy, em là số 1. Còn các số khác á, có hay không có không quan trọng. Ôi khổ quá, để em xách. Về thì để anh chứ. Bỏ ra. Chứ người ta muốn giúp tôi cũng giúp được. Lúc mô người tôi. Ừ, hay cái thằng này. Làm sao mà mặt cứ đần thối đần nát là thế à? Tại cái con Cướng thế này. Cháu muốn giúp hắn mà hắn không chịu cho cháu giúp. Tao liên quan gì đến mày mà tại sao mày lại gắt tao là thế nào à? Cháu xin lỗi, cháu cứ tưởng chú là cái thớt. Dạ, con có lỗi. Dạ. Hay láo quá nhỉ. Cái gì? Giúp tôi biết thế nào? Giúp cái gì mà giúp đây. Tự mà làm đi. Này, có chuyện gì đấy không? Đây ạ, thì cái thanh giường của cháu nó dài quá. Cháu nhờ Đô giúp cháu ở đẽo một tí thôi. Mà nói từ nãy giờ. Thôi được rồi, mày để chú làm cho. Mày mang cho chú làm luôn cho. Vâng ạ. Chú ơi, cẩn thận chú làm luôn nhá. Cẩn thận nhá. Chú ơi, chú. Ơi. Cháu hỏi chú cái này nhá. Có phải là lúc cháu đến thuê nhà chú, bảo với cháu là phòng ở đây rất là yên tĩnh và không ồn nào đúng không ạ? À, đúng rồi. Nhưng mà cháu thấy nó cứ sai sai ạ. Phòng đã ồn ào rồi, đường ở đây ấy, tàu hỏa nó chạy ngang qua ấy, đêm đấy là nó rung hết cả lên ấy. Thế mà chú bảo không ồn lần nào à? Kìa cháu ơi, dần dần rồi sẽ quen ngay thôi mà. Chú nói thế có khác gì là chú lừa cháu. Nếu như mà phòng ồn như thế này nhá, là mỗi tháng chú phải trừ cho cháu 500 nghìn là đúng ấy. Nhưng mà không được. Không được, phải làm thế chứ. Mà chú ơi, ngày hôm qua chú đẽo hộ cháu ấy, bây giờ làm sao mà cái thanh giường kiểu gì á, cứ đêm á, tàu mà chạy qua cái là nó y rằng nó rơi luôn là như nào à? Này, làm gì có cái chuyện đó. Ngày hôm qua là chú đo đạc đàng hoàng xong chú mới cắt nhá. Thế chú không tìm cháu nói à? Ừ. Bây giờ chú sang xem thế nào này. Thôi được rồi, để chú vào chú xem. Nếu không chú sửa lại cho cháu. Nào, chú vào xem thế nào nào. Vào chú xem nào. Đây chú xem đi. Đây này. Ngồi với cả nằm nó cây lắm rồi đấy. Cháu nói thế nào. Hôm qua là chú đô đàng đàng hoàng. Thì bây giờ chú cứ ngồi thử hay là chú nằm thử lên đi. Đến lúc nào mà tàu nó chạy qua, nó rơi dính một cái thì lúc đấy chú mới biết. Không phải bảo cháu nói điêu. Tàu chạy qua mới sập à? Vâng. Đấy chú cứ ngồi lên đi. Nhưng thì chú cứ ngồi lên đi. Không phải bảo cháu nói dối. Được rồi, chú thử xem nào. Có cái gì đâu mà. Đấy. Đây cô ạ, cho nó có rất nhiều. Ôi giời. Này. Ôi, sao mày nằm ở đây? Hả? Ở trên tôi nha. Không nằm ra đây nằm là thế nào? Ôi giời ơi, cái con nằm. Ôi, khổ quá. Tao hiểu lắm rồi. Con giúp cháu đấy. Ờ đúng. Dạ, cháu xin có ý kiến nữa. Ý kiến gì? Dạ, thưa cô, thưa chú. Cái sự việc này ấy là đúng là như thật đấy. Thật không? Ý của cháu á, cái sự thật này là lúc nãy là cô Nga đây này có nhờ cháu sửa cái giường, mà cháu linh tính rằng là kiểu gì nó cũng xảy ra cái sự hiểu lầm nên là cháu không làm đấy. Cháu dặn chú rồi, mình gá lắng vừa phải thôi, cái gá lắng quá thì gá lắng sáng tí là gầy rắng thì quá đúng là quá. Hóa ra là
một mái nhà.